Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sau khi rời doanh nghiệp ba tại chỗ, một nhóm lao động khoảng 19 người đã tụ tập ăn nhậu tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sau khi uống rượu, thì có 17 người có biểu hiện nôn ói, lơ mơ nên phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện đã có 3 người trong số các nạn nhân bị ngộ độc rượu đã tử vong. 2 người tiên lượng xấu và một số người khác đã được cho về. Bước đầu xác định cả 17 người bị ngộ độc rượu methanol. Hơn một ngày sau khi chứng kiến giây phút thập tử nhất sinh của nạn nhân, người nhà vẫn chưa hết bàng hoàng. Bữa lên nó là con mắt nó trợn trắng lên rồi nó thở dữ lắm. Đã trên xe cấp cứu đưa xuống. Rồi bắt đầu vô rồi giờ vô đây rồi mới cấp cứu rồi bắt đầu mình mới đi lọc máu xong rồi mới đưa xuống đây. Tình trạng hơi xấu. Rồi mình nói gì con cháu ai cũng thương hết thì thôi giờ cứ ngày nào hay tắt nước còn tát cái tát hoài nào hết thôi chứ cũng không biết sao giờ nữa. Hoàn cảnh thì nó cũng nhà cũng không có tiền, nó hơi nghèo thiệt, nhưng mà giờ con cháu nó bị vậy thì cũng cắn răng chịu chứ không biết sao giờ luôn. Các bác sĩ điều trị cho ca ngộ độc rượu cho biết 17 trường hợp nhập viện có nhiều biểu hiện khác nhau như đau đầu, hôn mê, nhồi máu não, suy hô hấp và một số người bị ngừng tim nhiều lần ngay khi nhập viện. Số khác bị hôn mê sâu, nhiễm toan chuyển hóa mức độ nặng dù bệnh nhân đã được lọc máu và thở máy. Dự đoán là bệnh nhân ngộ độc do methanol là cồn, có khả năng là bệnh nhân đã uống rượu pha với cồn. Tuy nhiên cần phải chờ kết quả xét nghiệm được gửi lên trên thành phố Hồ Chí Minh mới có thể xác nhận chính xác. Và hậu quả để lại là những trường hợp nặng thì đã có bệnh nhân tử vong. Những bệnh nhân còn lại thì họ có khả năng sau này sẽ mất khả năng nhìn, nghĩa là mất thị lực hoàn toàn. Bệnh nhân nhập viện không cùng lúc, tuy nhiên sau khi khai thác dịch tễ thì được xác nhận là bệnh nhân ở cùng một khu vực, cùng một xã và khu trú lại là cùng một con hẻm. Và có thể xác nhận được là người ta đã mua rượu ở cùng một chỗ. Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Công an đang phối hợp cùng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm để kiểm tra xem rượu người dân uống là rượu gì. Cơ quan điều tra nghi ngờ đó có thể là rượu công nghiệp được pha bằng cồn và nước lã hoặc pha với chất lạ dẫn đến tình trạng ngộ độc nghiêm trọng trên. Một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cũng cho biết khi bị ngộ độc rượu, người bệnh sẽ có những triệu chứng như tụt huyết áp, tay chân bùn rùn, mắt mờ, vã mồ hôi, sốt, co giật, hôn mê. Nếu nồng độ methanol trong máu trên 50mg trên 1 dl có thể gây ngộ độc dẫn đến phải lọc máu và trên 80mg trên 1 dl thì khả năng tử vong cao.